Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Hyundai Tucson là một mẫu xe được rất nhiều anh chị và các bạn quan tâm về độ rộng rãi cũng như cái độ thoải mái cho hàng ghế thứ hai. Với chiếc xe em đang cập nhật cho anh chị và các bạn, đây là phiên bản 2.0 máy xăng, sản xuất là năm 2021, xe có ngoại thất màu đen, nội thất ghế da màu đen, đang có mặt tại cửa hàng Sàn Ô tô Hà Nội, địa chỉ đơn vị số 19 Lê Văn Lương. Anh chị và các bạn có nhu cầu hãy qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và trải nghiệm lái thử. Đơn vị bán xe ra thì có cam kết và bảo hành cho anh chị và các bạn về khung gầm, máy móc, động cơ, hộp số trên văn bản để anh chị và các bạn có thể an tâm mua xe tại cửa hàng, nhất là các mẫu xe tại cửa hàng chỉ có một đời chủ thôi anh chị ạ. Đấy là những cái để mà anh chị và các bạn có thể là cân nhắc kiểm tra về các thông số của chiếc xe rất là dễ dàng. Về đăng kiểm cũng như là phí đường bộ của chiếc xe này nó còn rất dài, đến tận tháng 9 năm 2025 anh chị nhé. Đây là những cái chi tiết ở phần đầu xe thì nổi bật với những cái chi tiết đèn bi chiếu sáng với 4 bóng anh chị nhé. Và những cái chi tiết 5 bóng chứ anh chị ạ. Và những cái phần chi tiết giải đèn LED này hay hệ thống mặt ca lăng với những chi tiết mạ chrome sáng bóng nổi bật ở phần đầu xe. Dọc thân xe thì nó sẽ có trang bị cho anh chị và các bạn bệ bước, gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ và những phần tay nắm cửa đẹp mạ chân kính được mạ chrôm. Lốp của chiếc xe thì được trang bị dàn lốp Kumho. Với các chi tiết rãnh lốp của chiếc xe này thì nó vẫn còn rất là dày dặn anh chị ạ. Mâm thì hợp kim với kích thước là 18 inch. Đấy, tổng thể chất lượng về sơn si dọc thân xe thì anh chị và các bạn cùng tham khảo qua. Cửa hàng thì cũng có các mẫu xe 2022, 2023 để anh chị và các bạn có thể là cân nhắc lựa chọn với phiên bản máy xăng và máy dầu. Hiện tại 2022 thì em có chiếc màu trắng và một chiếc màu đen và một chiếc màu đỏ, màu trắng, màu đen để anh chị và các bạn có thể là cân nhắc lựa chọn, thì các bác có thể là liên hệ theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ gửi chi tiết cho các bác có thể tham khảo. Đây là những cái phần đuôi xe như là hệ thống đèn hậu này, hay là hệ thống cảm biến này, gạt mưa này, rồi là những các thông số về mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này thì nó rơi vào khoảng 11,2 lít cho đường trong đô thị, 8,65 lít cho đường kết hợp và 7,16 lít cho đường ngoài đô thị. Với cốp của chiếc xe này thì nó cũng vẫn đang mang lại cho anh chị và các bạn trải nghiệm về cốp điện này, giúp anh chị và các bạn có thể đóng mở cốp một cách dễ dàng và nhẹ nhàng. Khoang chứa đồ thì cũng rất là rộng rãi. Và điểm để đánh giá được về chất lượng thì anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi trong clip đây, với những đường nét rất là rõ ràng để giúp cho các bác ở xa có thể tiết kiệm thời gian đi lại. Mình có thể là cân nhắc vài địa điểm để mình có thể mua xe. Đấy, cửa hàng thì có xe như thế nào thì giới thiệu như vậy cho anh chị và các bạn đỡ mất thời gian. Những cái chiếc xe cửa hàng lấy về thì đã kiểm tra rất là kỹ càng các hạng mục rồi, mà là một đời chủ lên cái lịch sử trong hãng hay là kiểm tra của chiếc xe, anh chị và các bạn kiểm tra rất là dễ dàng. Đây là những cái phần như là hệ thống keo chỉ này, hay là những phần táp ly, phím bấm chức năng lên xuống kính, tay mở cửa này, mạ chrome này, hay là ghế ngồi với ma ghế của chiếc xe hàng ghế thứ hai gần như không có sử dụng gì nên cái độ hao mòn ở ghế sau của chiếc xe nó vẫn còn rất là đẹp, không có dấu hiệu hay là hiện tượng gì cả. Trần xe thì cũng sẽ trang bị cho anh chị và các bạn như là cửa sổ trời toàn cảnh này, cửa gió điều hòa trung tâm. Đấy là những cái chi tiết anh chị có thể cùng tham quan qua. Với cánh lái của chiếc xe thì nó sẽ mang lại cho người dùng những cái trải nghiệm như là hệ thống lên xuống kính, hệ thống chỉnh gương và gập gương. Các thông số kính của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể kiểm tra ở đây để mình có thể biết là kính nó còn zin hay không, có bị đâm va về phần cánh hay không, anh chị bạn có thể nhìn qua những cái chi tiết đó. Với tính năng an toàn thì nó có chống chân trượt, cân bằng điện tử, hỗ trợ đổ đèo, cửa hành ngang dốc, hay là hệ thống ABS, túi khí an toàn. Vì năm sản xuất của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể xem ở phần cột này, với năm sản xuất là 2021. Và ở cái góc này thì anh chị và các bạn có thể dễ dàng kiểm tra về những con ốc bản lề ở cánh cửa sau, hay là cột kèo gioăng cao su của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể thấy. Với những chiếc xe lướt như này, chính chủ sử dụng thì nó cái răng của chiếc xe nó vẫn còn rất là chắc anh chị nhé. Kéo phải giật mạnh nó mới ra được. Và đây là những cái phần như hệ phím bấm chức năng của chiếc xe, như hệ thống đàm thoại này, rồi là có set cruise bên này và cụm bị hiệu điều khiển, cụm đồng hồ hiển thị thông tin phía sau với vòng tua km hay là các thông số về cảnh báo về hiện trạng của chiếc xe để đảm bảo cho anh chị và các bạn có thể nhận cảnh báo mình ra phương án xử lý lái xe an toàn. Màn hình giải trí kích thước lớn, rồi là có trang bị cho anh chị và các bạn như là các phím chức năng, có sạc không dây,
Đấy, phanh tay điện tử, remote hay là hỗ trợ đổ đèo ở phần khu vực trung tâm này. Tất cả các phím bấm của chức năng của chiếc xe được thiết kế rất là gọn gàng, mình có thể dễ dàng sử dụng và thao tác. Với dòng Tucson này thì nó được điểm cộng ở hàng ghế thứ hai, đó là cái hàng ghế thứ hai anh chị và các bạn có thể ngả sâu xuống để giúp mình có thể di chuyển ở những cái chuyến đường dài, mình sẽ không bị mệt mỏi và cảm thấy dễ chịu. Ốc chân máy, ốc mặt máy, keo mặt máy, tổng thể khoang máy của chiếc xe thì vẫn còn trong tình trạng là nguyên bản, cam kết trên văn bản, nên anh chị và các bạn đang có nhu cầu mà xem kỹ hơn hãy liên hệ, em sẽ video call và anh chị và các bạn cùng xem trực tiếp với em. Và vừa rồi thì em đã mang tới cho anh chị và các bạn thông tin đầy đủ về chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản máy 2.0 máy xăng, sản xuất là năm 2021, hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn 770 triệu, giá vẫn còn giảm và thương lượng hỗ trợ trả góp 70% giá trị xe cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Rất cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ.